Sáng ngày 9 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện phẫu thuật nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân là PTP, sinh năm 1996 tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc. Vào dạng sáng ngày 8 tháng 4, bệnh nhân cùng chồng đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn thì xảy ra tai nạn với xe công nông. Đến khoảng 5 giờ, chị P được đưa vào viện cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương, dập gan, dập phổi, đứt lìa đoạn chân phải, gãy xương cánh tay phải, gãy đầu trên xương trụ. Ngay lập tức Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Trực, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, Cẳng chân phải của chị P bị đứt lìa, vết thương dập nát nên ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ đã khâu nối các mạch máu, gân, dây thần kinh, xương cho bệnh nhân. Do vết thương dập nát nên để khâu nối được vết thương, các bác sĩ đã phải cắt ngắn xương, mạch máu và gân mới có thể khâu nối được chân cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu. Sau 24 từ giờ phẫu thuật đến nay chân của bệnh nhân đã hồng ấm, bắt được mạch mu bàn chân, bệnh nhân đã cử động được các ngón chân, tình trạng lưu thông mạch máu ổn, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Trước đó vào ngày 20 tháng 2. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng cũng đã tiếp nhận bệnh nhân 44 tuổi, là công nhân công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương, vào viện trong tình trạng đứt lìa bàn chân trái do tai nạn lao động. Qua thăm khám, người bệnh có vết thương đứt rời hoàn toàn bàn chân trái ở vị trí khớp cổ bàn chân, đầu trung tâm phần mềm giật nát nham nhở, lộ xương gãy, phần đứt rời là bàn chân trái ngang xương sen dập nát, các gân cơ bị nhổ rút khỏi càng chân cùng nhiều dị vật bẩn. Người bệnh nhanh chóng được triển khai cấp cứu cầm máu vết thương, bảo quản phần bàn chân đứt rời kháng sinh chống nhiễm trùng giảm đau chống sốc và làm các xét nghiệm cơ bản các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối bàn chân đứt rời cho bệnh nhân tại phòng mổ người bệnh được hai kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật đồng thời kiếp xử lý phần trung tâm đã cắt lọc, làm sạch tổ chức dập nát, bảo tồn tối đa hệ mạch nuôi dưới da và mô lành, bơm rửa nhiều lần làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, cắt phần đầu xương chày dập nát, bỏ mảnh rời xương mát, bộc lộ động mạch chày trước, tĩnh mạch hiển, động mạch tĩnh mạch chày sau, thần kinh chày. Sau đó, ekip bác sĩ đã phẫu thuật tiến hành cắt ngắn phần dập nát và ghép đầu dưới xương chày vào xương sen, cố định đóng cứng khớp cổ chân, khâu nối lại các mạch máu. Sau nối mạch, kiểm tra lưu thông máu tốt, bút ngón chân hồng căng có hồi lưu mau mạch, người bệnh được xoay vạt ra tại chỗ phủ mạch máu, gân và đầu xương gãy, đặt dẫn lưu lòng máng, khâu da thưa, đặt nẹp cố định càng bàn chân. Các bác sĩ khuyến cáo, thời gian vàng lý tưởng để nối chi thể bị đứt rời là 6 giờ, tính từ lúc bị đứt đến lúc các bác sĩ khôi phục cho phần chi thể đứt rời nếu được bảo quản đúng cách. Chuyển nhanh bệnh nhân đến cơ sở y tế có đủ khả năng thực hiện kỹ thuật vi phẫu chồng chi thể đứt lìa, tránh đi lòng vòng lãng phí thời gian vàng để có thể cứu sống chi thể.